một nhóm các nhà khoa học đến từ trường đại học Wits University tại Nam Phi đã thành công trong việc kết nối bộ não người với mạng lưới Internet toàn cầu. Đây là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học nói riêng và thế giới công nghệ nói chung, mở ra cánh cửa cho rất nhiều ứng dụng trong tương lai. Theo báo cáo trên Medical Express, dự án nghiên cứu này được gọi là Brain Thread, kết hợp giữa Brain và Internet. Theo mô tả, công nghệ này sẽ biến bộ não của bạn thành một nút mạng Internet of Things trong thế giới World Wide Web. Công nghệ này hoạt động bằng cách thu thập tín hiệu sóng não bằng một thiết bị Emotion EEG. Các tín hiệu này sau đó được chuyển tới một máy tính Raspberry Pi để xử lý và chuyển thành dữ liệu kỹ thuật số. Chúng sẽ được chia sẻ trực tiếp trên một trang web mở mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Người đứng đầu dự án này, ông Adam Pratchandrowicz cho biết, Brain Thread mở ra một giới hạn mới trong việc kết nối bộ não với máy tính. Chúng ta vẫn còn khá ít dữ liệu về việc làm cách nào bộ não xử lý các thông tin. Brain Thread chính là cách đơn giản để giúp chúng ta hiểu hơn về bộ não cũng như giúp các hệ thống máy tính hiểu hơn về cách hoạt động của bộ não người. Ông cũng cho biết đây mới chỉ là khởi đầu của những tham vọng trong tương lai. Nhóm nghiên cứu của ông đang hướng tới việc giúp bộ não và hệ thống máy tính có thể tương tác với nhau dựa trên các dữ liệu phân tích được bằng phương pháp Brain Thread. Dựa trên những dữ liệu này, các bí mật của bộ não người có thể sẽ sớm được khám phá. Phương pháp này cũng tạo bàn đạp để phát triển nhiều công nghệ khác trong tương lai như trí tuệ nhân tạo và machine learning. Chúng ta sẽ có thể tạo ra những hệ thống máy tính mô phỏng chính xác cách thức hoạt động của bộ não người. Hơn thế nữa, ông Pratchandrowicz cho rằng chúng ta có thể tận dụng những kiến thức này và tìm ra cách để sử dụng máy tính, mạng Internet tương tác lại với bộ não và làm tăng cường sức mạnh của bộ não. Ý tưởng khá giống với bộ phim The Matrix, nhưng nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật.